chào tất cả các bạn, mình tên là Trần Thị Bảo Trân. Mình vừa tốt nghiệp trường cao đẳng sư phạm Trung ương 3. Hôm nay mình vừa nhận được visa du học Canada tại Trung tâm Du học Tân Đại Dương. Cảm giác lúc này của mình thật là vui, hạnh phúc. Mình có một vài kinh nghiệm để chia sẻ với các bạn. Du học Canada thì không khó như tất cả mọi người tưởng. Hồ sơ chuẩn bị thì chỉ cần tài chính và kế hoạch học tập của mình. Khi chuẩn bị những hồ sơ để làm hành trang để du học thì mình chỉ cần chuẩn bị tài chính, kế hoạch học tập đầy đủ và được sự hướng dẫn tận tình và nhiệt tình của chị Thúy thì mình đã đậu được visa. Lý do mình chọn Canada làm đất nước để mình du học. Canada là một đất nước rất là tiên tiến về giáo dục và nhất là phát triển về cái ngành mà mình đang theo học là ngành giáo dục mầm non. Và khi qua đó mình sẽ theo học trường cao đẳng Las Vegas, là một trường rất là đẹp và có nhiều học sinh quốc tế. Trong khi mình tìm hiểu những trung tâm để uy tín để làm hồ sơ đi du học thì trong quá trình tìm hiểu thì mình đã tìm được trung tâm rất là tốt, đó là Du học Tân Đại Dương. Khi làm hồ sơ thì các bạn không cần phải lo lắng nhiều, chỉ cần chuẩn bị về tài chính, kết quả học tập, những bảng điểm. Sau đó thì mình sẽ hoàn tất hồ sơ, tất cả hồ sơ nộp cho đại sứ quán và khám sức khỏe. Trong quá trình làm hồ sơ của mình thì có một trục trặc nhỏ là thất lạc tờ giấy khám sức khỏe, tờ báo cáo sức khỏe. Nhưng mà được động viên của chị Thúy và hướng dẫn nhiệt tình thì mình đã khắc phục được những cái hậu quả đó, những cái vấn đề đó. Và hôm qua mình đã nhận được đậu visa. Chúc cho những bạn đang chuẩn bị hành trang để du học thì các bạn sẽ tự tin và thành công. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó, đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ, chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học, du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.